Xin chào bà, sau đây mới dạng như các bạn là cách là tạo hình tư diễn. Anh Sơn, em dược đấy. Thấy bà ấy nhìn mình với ánh mắt không hài lòng nhỉ? Ai? Ai? Ai nữa? Dạ. Mới chưa đáng nổi ái. Hay là hay là sau đây mình sẽ đưa các bạn quay sắp rộng mình thay hai lông để thải được rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.